Trong một vài năm gần đây, người chăn nuôi gặp rất nhiều thách thức do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng từ năm 2007 cho đến nay. Nhiều người chăn nuôi cho biết, nếu tính chi phí về con giống, thức ăn, thuốc thú y thì người chăn nuôi hiện nay đang phải lấy công làm lãi. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, ở xã Hồng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hộ chăn nuôi nhà ông Nguyễn Xuân Triều đã có một giải pháp có thể tạo ra lợi nhuận bằng việc sử dụng thức ăn ủ với men vi sinh do các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nghiên cứu. Làm theo cách này sẽ giảm chi phí so với thức ăn công nghiệp. Lợn ăn thức ăn ủ men tăng trọng nhanh hơn do hấp thụ tốt, đồng thời giảm tỷ lệ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh đường ruột. Làm thì nói chung là nó cũng còn nhàn hơn nấu. Lợn ăn là đáng nhẽ trước nấu cho ăn 3 bữa, nhưng bây giờ nó làm này chỉ ăn 2 bữa. Nó hấp thụ nó vừa đảm bảo của nó. Tỷ lệ trộn thì cứ một tạ ngô, một gói men là 1 cân kg đấy, cộng với một tạ ngô, nhưng mà 50 cân cám gạo hoặc tấm cám gạo miền nhỏ, xong là trộn với 25% nước đấy, nếu còn một túi men là trộn đều, xong là sau 18 tiếng là cho ăn. Ủa, trong bao kín là sau 18 tiếng là cho ăn. Thế là cái này thì tôi thấy là lợn ăn. Nói chung là lợn nhà ăn là tốt, là hấp thụ hết, mà con lợn nhìn nó đẹp mà nó chắc lợn, nó rắn lợn, bệnh tật nó giảm bớt nhiều. Thấy cách làm hay cho hiệu quả kinh tế, nhiều người chăn nuôi trong xã Hùng An thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã chủ động làm theo, và các hộ đều rất phấn khởi vì đã tìm được niềm hy vọng chăn nuôi có lãi trong thời điểm khó khăn này. Theo như bà con chăn nuôi ở đây cho biết, cách ủ thức ăn cũng rất đơn giản. Nguyên liệu dùng để lên men là bột rắn, bột ngô, cám gạo, bã sắn. Lượng men ủ vi sinh NN1 được sử dụng theo tỷ lệ 1 kg men cho 150 kg bột. Mục đích ủ men các loại thức ăn bột là để tăng chất lượng và làm tăng sự tiêu hóa hấp thụ, chứ không thay thế được thức ăn đạm và các thành phần vitamin và khoáng vi lượng. Chính vì thế, chúng ta vẫn nên phối trộn thêm thức ăn đậm đặc để con vật tăng trưởng tốt hơn. Nếu lợn mới cho thức ăn lên men thì người nuôi cũng nên cho ăn dần dần từ thấp lên cao. Tới lúc lợn đã quen thì chúng ta mới cho lợn ăn toàn bộ thức ăn men. Hiện nay, không chỉ ở Hưng Yên, người chăn nuôi mới biết đến men ủ vi sinh NN1, mà một số huyện ở tỉnh Thái Bình, bà con chăn nuôi cũng đã áp dụng cách làm này. Có thể nói, khi giá thành thức ăn công nghiệp tăng giá liên tục trong 2 năm vừa qua, thì người chăn nuôi có thể chủ động làm giá thức ăn bằng việc sử dụng men ủ vi sinh là giải pháp rất hữu ích. Do giảm chi phí thức ăn, người chăn nuôi đã có thêm động lực để tiếp tục nghề nuôi lợn. Ở trang trại của anh Nguyễn Văn Toán,
ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Phóng viên chương trình đã thấy người chủ trang trại không chỉ sử dụng thức ăn đủ men cho lợn mà còn dùng cho cả cá, vịt và gà, tất cả đều mau lớn. Thưa bà con, thì anh Nguyễn Xuân Toán đây là một người nông dân ở thị xã Xuân thị trấn Hưng Nhân. Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Thì anh, mô hình của nhà anh là đang được rất nhiều bà con quan tâm, là cái việc mà gia đình anh áp dụng cái việc mà sử dụng men ủ vi sinh NN1 vào trong việc phối trộn thức ăn để chăn nuôi gia cầm. Và trước các cái ích lợi cũng như là các cái thông tin tốt về cách làm này thì hôm nay chúng ta cùng trao đổi với anh Toán. Thưa anh Toán, thì anh có thể kể qua về cái việc mà áp dụng cái men ủ vi sinh NN1 vào trong cái việc mà chăn nuôi của mình. Cũng báo cáo thật với anh là nuôi ra giá thành rẻ, và tôi không ngờ tưởng rằng là cái thức ăn men ủ vi sinh này nó đột phá một cách mà con người ta không ngờ tưởng được, vì nó kinh khủng tốt. Thế nuôi ra cái giá thành nó rất là rẻ, một cái chất lượng thịt nó rất là ngon. Cụ thể là như nào, rẻ như nào? Rẻ ví dụ như là nuôi ra con lợn bây giờ, nếu mà cộng cả trượt giá giống của trong giai đoạn này thì nó chỉ rơi khoảng 15-16 nghìn một cân hơi lợn. Thế con gà thì nếu nuôi ra từ đầu mà cho đến từ bắt đầu lúc gột nó và cho đến lúc mà ta có thể đưa vào sử dụng được thịt được thì nó chỉ 28-30 nghìn cân gà ta. Thế thì phải nói là như thế là rẻ. Nhưng nếu như ta mà nuôi vào cám công nghiệp thì con lợn, cũng báo cáo tại sao mà tôi lại rất là có những cái số liệu cụ thể với nhà tôi, là nhà phân phối thức ăn gia súc. Thế mà nếu như ta nuôi vào cám công nghiệp thì nó phải rơi vào khoảng, nếu như con lợn nó rơi vào khoảng 19-20 nghìn cân hơi. Nếu con gà nó rơi vào khoảng 45-50 nghìn cân hơi gà ta. Thế nhưng nuôi cái phương pháp này thì nó không những rẻ mà chất lượng thịt, là chất lượng thực phẩm, nó thuộc vào thực phẩm an toàn. Đây là cái mà các bà con nông dân hoặc là đã được tôi chuyển giao tiếp cho những cái hộ nông dân quanh đây đều chăn nuôi và đều có những hiệu quả tốt như thế cả. Đấy. Mà nhất là các anh đã nhìn thấy trong cái mô hình trang trại của tôi đây có cả ngan gà, vịt và con cá và lợn. Đối với con cá tăng trưởng rất là nhanh, đối với con gà và con vịt cũng tăng trưởng rất là nhanh, mà nuôi ra giá thành rẻ nhất. Cái điều thứ hai là ta tận dụng được toàn bộ cái ngũ cốc của địa phương ta có. Thế cho nên là cái này là một cái điều kiện là rất là tốt cho cái địa phương có những cái vùng nông nghiệp, vùng lương thực nhiều như thế này, mà giá này rẻ này ta vận dụng vào ta chăn nuôi thì chắc chắn sẽ hiệu quả cao. Để trả lý do thì ta không đủ. Anh là vừa là một cái người mà chăn nuôi, vừa là một cái cơ sở mà cung cấp các vật tư nông nghiệp cho địa phương. Thế vậy thì anh thấy là nếu như trong cái điều kiện mà hiện nay mà người chăn nuôi mà cái giá thành của các cái vật tư thức ăn công nghiệp như thế, thì nếu như mà dùng như thế thì anh thấy là cái bài toán như thế nào? Nếu ta cứ tiếp tục cái phương án chăn nuôi theo kiểu cám công nghiệp cũ ấy, thì cái bài toán của người nông dân sẽ lỗ và tiếp tục lỗ đau. Vì lý do tại sao cái thị trường mấy năm nay nó đã biến động rất là nhiều sau cái suy thoái kinh tế của thị trường toàn cầu, ảnh hưởng toàn cầu. Thế trong đó còn lợn bị tuột giá, thế rồi cái con gà, con vịt đều tuột giá. Giờ ta chỉ còn mỗi cái biện pháp cuối cùng đối với hộ nông dân là thực lòng là tôi, quan điểm của tôi là mỗi một cái bài toán cuối cùng là làm như thế nào ra giá thành rẻ nhất, nuôi ra giá thành rẻ nhất và chất lượng thực phẩm sạch nhất. Đó là một mục tiêu chính mà chúng ta lên phấn đấu đi. Thế mà đến với hôm nay thì tôi cũng thiết nghĩ một điều là Đảng, Nhà nước ta cũng đang có cái hô hào về cái chương trình là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Đây là một cái chương trình khoa học quá tuyệt vời mà nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu ra, mà ta lại áp dụng vào cho chính cái công việc của nhà nông, của người Việt Nam chúng ta. Thật sự đây là cả một vấn đề, nó mang lại một cái gì đó rất là lớn lao cho các hộ nông dân như tôi. Anh Toán này, bây giờ hỏi một câu rất là riêng tư với anh nhé. Được biết là anh là một cái gia đình mà chuyên cung cấp các cái vật tư nông nghiệp cho bà con chăn nuôi gia cầm gia súc ở địa phương mà cũng rất là có tiếng. Thế vậy thì liệu như là cái mô hình của anh làm cộng với những cái tâm huyết của anh, thì bởi vì cách làm này chắc chắn là bà con sẽ giảm đi cái việc mà sử dụng các cái thức ăn công nghiệp khác mà đắt tiền, thì nó có ảnh hưởng đến vấn đề mà kinh doanh của gia đình anh không? Cái này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình của tôi thật sự. Vì trước ngày đang bán với sản lượng cám rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến chính cái lợi nhuận của gia đình. Nhưng xong rồi ta cũng xác định rõ với nhau một điều là trước tiên là làm cho người dân có nguồn lợi trước tiên này. Và người dân giàu thì khắc mình phải giàu thôi.
Thế thì tìm ra một cái phương án cũng được sự hỗ trợ của Hải Nguyên, cũng được sự hỗ trợ của thầy Giáo Tuấn, thì tôi nghĩ một điều là nông dân quê tôi bắt nhịp được cái khoa học, thành tựu khoa học này. Bản thân tôi hôm nay có thể thiệt một chút trong kinh doanh, trong thương mại và cám công nghiệp, nhưng ngày mai tôi sẽ có được nhiều hơn những cái mà hôm nay bị mất đi. Rồi, xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của anh.